Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh youtube của Tuấn Anh. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị tập 408 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả của Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, toàn thân của Diệp Phàm phát ra vầng hào quang xanh biếc, thần khí rất mẻ của thiên đình cổ sống lại, tự chủ đối kháng. Hắn kéo bảng bác thối lui, trong nháy mắt đi ra ngoài mấy trăm dặm. Hầu hết tất cả mọi người không thể tránh kịp, bất kể cường đại cỡ nào, chỉ cần tới gần hang rồng tối om kia, đều là đất gần gãy xương, không chịu nổi loại uy áp đó. Yêu hoàng vạn cổ trí tôn một thế hệ, chúng ta vô tình mạo phạm, ở nơi này dập đầu kính lễ. Các đại thánh đều không ngại lệ, quỳ rạp trên mặt đất, không ai có thể chống lại được khí cơ tràn ra từ con ngân long kia. Chân long màu bạc ngẩng đầu, nhảy lên chín tầng trời, xoay quanh một vòng, rồi sau đó lại hạ xuống. Cả vật thể phát ra hào quang bàng bạc, giống như một vị thần vô thượng, trấn áp cổ kim tương lai. Nó có sinh mệnh lực như biển, huyết khí cuồn cuộn mãnh liệt khiến mọi người phát run. Đến giờ này, không có người nào hoài nghi gì nữa. Đây tuyệt đối là một tồn tại cấp đế. Ngay cả thạch nhân chỉ kém nửa bước là bước vào cảnh giới chuẩn đế, đều phải quỳ xuống. Ở nơi đó run run, đủ để chứng minh hết thảy. Ẩm một tiếng, đầu cuối sườn núi kia vỡ ra. Nửa ngọn núi đá sụp đổ, rơi xuống vực sâu vô tận phía dưới. Lòng khí cuộn cuộn, bên cạnh hang rồng tối đen kia, mấy chục cây dược vương lắc lư, lóe ra điểm điểm sáng, tràn ngập mùi thơm ngát, làm cho mọi người khoan khoái như sắp cử hạ phi thăng. Ánh mắt trừ thánh đều như dựng thẳng, nhưng cũng không ai dám vọng động. Ở trước mặt đại đế cổ, cho dù đến đây một vị chuẩn đế đều có vẻ nhỏ yếu, không chịu nổi. Nhưng kinh biến vẫn còn tiếp tục, ngay cả hang rồng đều nứt ra. Mấy cây dược vương bên cạnh, theo nhàm thạch bóc ra, rời xuống vực sâu, thực uổng phí của trời mọi người đều bị dọa đến ngay cả người. Yêu hoàng đổi giận rồi sao? Ngay cả hang rồng đều bị hủy diệt. Đây là muốn đầu sát mọi người nơi đây. Đừng nói là bọn họ, cho dù là tất cả tu sĩ của vạn vực chư tiên đến nơi đây đều cũng phải chết. Mỗi người đều ra đầu run lên, mấy chủ vạn năm bắt đi, yêu hoàng một thế hệ như thế nào lại xuất hiện. Ai ai cũng đều nói hắn ngã xuống trên con đường thành tiên. Nhưng đến tột cùng, kết cuộc như thế nào? đây rõ ràng là một con chân long là một vị đại đế chân chính tái hiện ở nhân gian điều này quả thật tấn công tâm linh của mọi người mãnh liệt ai đế đều tưởng như là trong mộng ngay cả đại thánh đều phát mộng một vị vương của thanh nhân vỡ nát máu tươi cùng mảnh xương trắng bắn tung tóe nhìn thấy mà ghê người chỉ vì hắn cách quá gần hang rộng điều này làm cho mỗi người đều khiếp sợ toàn thân lông tóc dựng đứng diệp phàm lui cũng đủ nhanh chóng nhưng mặc dù ở ngoài xa mấy trăm dặm hắn vẫn cảm nhận được một loại áp bức nếu không nhờ cái đỉnh đồng xanh phát ra vầng hào quang ngăn chặn dù hắn có cậy mạnh không quỳ xuống hơn phần nửa đầu gối cũng sẽ vỡ ra toàn thân của bảng bác run lên dùng sức nắm chặt yêu hoàng xích hai đoạn tiên xích ở trong lòng bàn tay hắn phát ra tiên huy từng mảng lớn hào quang phủ xuống cuối cùng cũng giúp hắn đứng vững không có quỷ xuống quá cường đại đây chính là đại đế cổ sao chỉ tràn ra một lũ khí cơ đã khiến cho người ta không chịu nổi ngay cả đại thánh đều phải quỳ lại nếu hắn thực sự ra tay thì rốt cuộc đáng sợ biết bao nhiêu ta nghĩ có thể sẽ hủy diệt cả mảng vũ trụ này đấy bảng băng sợ run mà nói hai người bọn họ đến từ bên bờ một tinh không khác mặc dù tu đạo nhiều năm nhưng quan điểm xung đột một số tư tưởng thâm căn cố đế trong đầu vẫn khó có thể thay đổi. Tuy nhiên, hai người còn thật sự nghĩ là một chút rồi cũng bình thường trở lại. Ngày nay có gì họ chưa thấy qua. Trải qua nhiều sự kiện như vậy cũng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi mà thôi. Bái kiến yêu hoàng. Bái kiếp đạo nhân kích động thần thể đều run run, cúi đầu sát đất. Mỗi bước đều dập đầu. Đây là một loại kính ý phát ra từ chân tâm của hắn. Trên bầu trời, còn gần lòng toàn thân vảy lấp lánh, trắng như tuyết, lóe ra đầy màu sắc. Trong con người có tình không tiêu tan, có diễn biến đủ các loại cảnh tượng đáng sợ trong vũ trụ. Rõ ràng, nó có một loại dao động sinh mệnh cường đại. Nhưng đối với câu nói của bách kiếp đạo nhân lại mắt điếc tài ngơ, quay quanh trên vòm trời, nhìn xuống trời đất vũ trụ mênh mông, xuất thần một trận. Không đúng, đây cũng không phải yêu hoàng chân chính. Nó sớm đã mất đi linh hồn rồi. Đây là thi thể đại đế, một thân thể có một phần dấu ấn của đại đế thôi. Đột nhiên, thanh hoàng đạo nhân kêu lên. Lão tuy rằng tuổi già sức yếu, sắp tỏa hóa đến nơi, nhưng trong con người độc ngầu bán ra hai đạo tinh quang, nhìn ra hư thật của con trần lòng bầu bạc kia. Mọi người ngẩn người, tất cả đều thân thể phát lạnh. Đây không phải là đại đế, là một cỗ thi thể sinh ra linh trí sao? Không có gì đáng sợ hơn so với chuyện này cách ngoài mấy trăm dặm diệp phàm cùng bang bác hai mắt nhìn nhau bọn họ cũng cảm thấy phát lạnh như mọi người đại đế cổ quả nhiên không có cách nào đo lường được, được một cỗ thi thể mà thôi mọi người đã không chịu nổi rồi mau đánh chết người của địa phủ đuổi chúng ra khỏi đây đừng cho bọn chúng đến gần một vị hộ đạo giả nhân tộc lại quát lớn vị chủ thần của tổ chức thần hành động sớm nhất công kích về phía thần ba áo bảo đen kia triển khai một trận chiến trước khi vào nơi đây các đại thánh luôn phòng bị người của địa phủ sợ bọn họ làm việc nghịch thiên <laughs> đại thánh địa phủ mặc trên y đen cười thực âm trầm rồi rú lên một tràng cả vạn âm binh khắp nơi ao ao hướng tới nơi đây mỗi tên đều thi khí ngập trời toàn bộ trấn áp đi thanh hoàng đạo nhân quát to thạch nhân ngư ma vương cùng với mấy tà thần cũng đều biến sóc cùng nhau ngăn cản vạn âm binh tường truyền âm binh đối với thi thể là trí mạng, một khi đến gần là bị đồng hóa. Nếu như để cỗ thi thể đại đế này nhập vào địa phủ, chuyện đó quả thực không thể tưởng tượng ra. Địa phương này trong nháy mắt liền trở thành tu la địa ngục. Mặc dù âm binh quá vạn cũng không đủ để giết. Đại thánh vừa ra tay, cái gì cũng đều trở thành mây khói, thành từng mảng tro tàn, tan trong vũ trụ. Nhưng mà địa phủ đến quá nhiều, tiếng trống lồi động, sầm là địa ngục hiện lên từng mảng thuyền lớn xương trắng cùng với từng tòa điện phủ âm ti hiện hóa trong hư không, rơi xuống càng nhiều âm binh. Mười vạn âm binh à? Mỗi một tên đều cường đại. Tất cả đều từ phần mộ cổ địa của các tinh vực cổ xưa trong vũ trụ tuyển ra, tụ tập lại đây. Đây là một lực lượng khiến vạn chư thiên đều trùn sợ. Bọn chúng đều không phải là đi chịu chết, cũng không có công kích các đại thánh, mà là ngồi xếp bằng trong hư không, tụng kinh, đây gọi là thi kinh quân địa phủ, định luyện hóa thi thể đại đế là một thành viên trong bọn họ. Mọi người đều kêu lên sợ hãi, thi thể yêu hoàng nếu như thật sự rơi vào trong tay bọn họ, cả vũ trụ này đều phải biến đổi. Chuyện đó quả thực không thể tưởng tượng. Lui cho ta! Thanh hoàng đạo nhân ở thời khắc mấu chốt đột nhiên phát ra mệnh lệnh như vậy. Ở bên cạnh của lão, bạch kiệm đạo nhân đứng đó, thần sắc tối sầm, hiển nhiên lão căm thù địa phủ đến tận Sương tủy đây là yêu hoàng lão kính ngưỡng nhất, tuyệt không cho phép khinh nhợt. Ngưu Ma Vương, Thạch Nhân, Tà Thần thấy thế cũng lùi ra phía sau, không có liều mạng với đại thánh địa phủ, chỉ có chủ thần của tổ chức thần còn ở nơi đó chiến đấu kịch liệt. Một cỗ quan tài đồng thau từ chỗ sâu trong vũ trụ bay tới, rỉ sét loang lổ như là tồn tại gần cả trăm vạn năm. Cái nắp quan tài đột nhiên mở ra, phát ra tiếng tụng kinh, đồng thời bắn ra các loại hào quang rực rỡ nó đang đến gần một kêu gọi thì thể đại đế. Chúng ta thật sự không cần ngăn cản sao? Người mà vương nóng này, nếu thần phải để cho địa phủ có được chân long màu bạc này, khẳng định chính là một trường hạo kiếp. Yên lặng chờ xem. Thanh hoàng đạo nhân chỉ nói một câu như vậy. Ở trên cổ độ, lão có uy vọng cực cao. Yêu hoàng, mặc dù đã chết, cũng không phải ai đều có thể khinh nhẫn Mặc dù người của địa phủ tới cũng không được bạch kiếp đạo nhân oán hận cười lạnh âm một tiếng chủ thần của tổ chức thần gự cái đỉnh bay đi chỉ còn lại đại quân địa phủ cùng với tiếng tụng kinh Cổ quan tài cùng với thần ma áo bảo đen ngồi xếp bằng trong hư không kêu gọi thi thể đạt đế mười vạn thiên binh cả vật thể đều phát ra âm khí một số thánh nhân đến gần nơi đó liền trực tiếp hồn phi phách tán lưu lại một thần sắc trống rỗng đây là pháp trận của địa phủ vừa quỷ dị vừa đáng sợ có thể vây sát đại thánh, khiến người ta không thể tới gần. Bằng không sẽ bị lệ quỷ lấy mạng, cầu đi hồn phách. Phốc một tiếng, đột nhiên thần ma áo bào đen kia, cả thân thể vỡ ra, toàn thân đều xuất hiện vết máu màu đen. Cả người hắn run rẩy rồi sau đó, thân thể đột nhiên nổ tung. Tiếp theo, cũng quan tài kia cũng chấn động mãnh liệt, tiếng tụng kinh im bặt ở trên hư không bùng nổ, mảnh nhỏ kim loại bắn ra bốn phía. Rồi sau đó, bởi vạn âm bình bị hủy diệt, nát tan thành bụi, như là có một vị thiên thần chụp xuống một trường, làm cho bọn chúng trong nháy mắt biến thành bụi bặm, xóa tên trên đời. Đại thánh địa phủ đều như gà đất chó sành. Trong quá trình đang kêu gọi thi thể, thân mình nứt vỡ. Đây là cảnh tượng đáng sợ cỡ nào chứ? Hắn còn không có chân chính tiếp xúc, cũng là đủ xa. Mà là muốn dựa vào mười vạn thiên binh làm bồi giới. Kết quả vẫn là gặp phải phản vệ hình thần cầu diệt. Hàng rồng phát ra khí thức tang thương, muôn đời, thần bí khó lường. Đúng lúc này hoàn toàn vỡ ra, từng đợt từng đợt long khí lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. mà dược vương sinh trưởng chỗ miệng hang đều rơi xuống vách đá dựng đứng dưới vực sâu. Địa phương này sắp bị hủy diệt rồi, cả toàn lăng tầm yêu hoàng đều nứt nẻ. Trong một tiếng nổ ầm vang, núi sông sụp đổ, phần bộ đại đế bao la hùng vĩ lơ lửng trong vũ trụ vỡ tan, không còn tồn tại nữa trừ thánh ầm đều vấy máu bên hang động có một đám dược vương tới mấy chục cây toàn bộ rơi xuống vực sâu mà không biết trong hang động đến tột cùng còn có tiên vật gì nghịch tiên hay không nghĩ đến cảng kinh nhân nhưng bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà tiếc nuối một con ngần lòng vắt ngang ở nơi đó ngăn chặn hết thảy ngay cả đại thánh địa phủ cùng với mười vạn âm binh trí cường đều bị hủy diệt sao không khiến cho mọi người kinh sợ. Không có một người nào dám vượt qua nửa bước. ầm một cái. Đột nhiên, con ngân long trên bầu trời cũng dần tan rã. Vậy đã biến mất. Khí sinh cơ sinh mệnh bàng bạc, hóa thành một bãi máu đế, hiện ra căn nguyên. Chuyện này, đây không phải là một cỗ thi thể đế nguyên vẹn, mà chỉ là một chút máu. Tuy nhiên, lại không tầm thường. Trong đó, đây là chấp niệm bất diệt của yêu hoàng, thủ hộ nơi đây bài kiệp đạo nhân kêu lên sợ hãi lão cảm nhận được một loại dao động tâm tình nên cảm động lây cũng theo bị ai phần bộ tan rã vực sâu cũng nứt ra hang nậu yêu hoàng trên vách đá dựng đứng cũng vỡ nát tan tành hết thảy đều hiện ra ở nơi đó có một hộp ngọc chỉ dài một thước có vầng hào quang sáng lấp lánh vờn quanh gần cả trăm vạn năm mà cũng không bị phai màu tất cả mọi người đều không kiềm nổi động tâm thi thể của đại đế không có đã trở lại là một bãi vết máu. Chư Thánh không kiềm được phóng tới phía trước, muốn tranh cướp báu vật cuối cùng này. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây là vật trọng yếu nhất của yêu hoàng, bằng không sẽ không làm bạn bên mình. Thủy chung cho đến chết đều chẳng tách rời ra. Thế nhưng trong vết máu kia, ẩn chứa chấp niệm hóa thành luồng hào quang lấp lánh bay lên, quấn quanh hộp ngọc, thủ hộ ở nơi đó, không chịu chia lìa. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đứng sững tại chỗ, không dám vọng động. Trước tiên, bắt lấy dược vương. Chư thánh hành động, ao xuống vực sâu sụp nứt kia, làm tìm kiếm mấy chục cây dược vương cổ rời xuống dưới. Rắc một tiếng. Đột nhiên cái hộp ngọc kia nứt vỡ, phát ra tia sáng dịu dàng. Mọi người lập tức tâm thần đều run rẩy, lộ ra trước mắt mọi người là một bó hoa khô héo, không có một chút sáng bóng nào. Nó sớm đã héo rũ từ lâu, nhưng qua yêu hoàng thi pháp vẫn chưa hóa thành bụi bặm nó vẫn giữ được nguyên hình dạng ai ai cũng đều có thể nhìn ra bó hoa này không phải là thần dược cũng không phải thảo mộc cổ dị chủng không có một chút giá trị gì nhưng lại được yêu hoàng giữ gìn đến nay đây là đồ vật hắn yêu thích nhất sao sau đó hiện lên từng bức hình ảnh là những cảnh tượng ngày xưa thật sự phải đi sao bên bờ hồ nhỏ một cô gái yếu đuối khẽ nói trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng ánh mắt trông mong nhìn một nam nhân áo trắng hơn tuyết khát vọng giữ lại hắn ta muốn trở nên mạnh hơn thiên hạ vô địch người trẻ tuổi áo trắng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn tràn ngập tự tin trong con người lóe ánh sáng rạng rỡ có thể làm cho nhật nguyệt lu mở hắn phải đi ly tiên không cổ lộ bước lên hành trình vô địch để trở thành duy nhất trong thiên địa đánh bại tất cả trí tôn trẻ tuổi dựng thân trên tuyệt đỉnh vô địch. Hắn là hăng hái như vậy, nhưng lại không có chú ý tới vẻ ảm đạm trong mắt cô gái. Hắn vô tình bước lên thiền lộ, không chuẩn bước, muốn đi thực hiện giấc mộng của mình. Huỳnh còn có thể trở về không? Còn có thể đến gặp muội không? Cô gái ở phía sau kêu lên, trong mắt ngậm đầy nước mắt, tràn ngập không cam lòng. Nằm nhân áo trắng ở trên vòng trời, quay đầu lại cười, làm cho nhật nguyệt trên bầu trời đều ảm đạm phong thái tự tin rồi nói. Đương nhiên, chờ ta thành đế, ta phải làm cho hào quang sáng rọi của toàn thế giới đều bao phủ trên thân thể của muội. Dứt lời, hắn lại quay xuống mặt đất, trên một sườn núi, ngắt lên một bó hoa dại, giao cho cô gái, rồi sau đó cũng không quay đầu lại, nhằm về phía vực ngoại, bước lên thiền lộ. Muội chờ huynh, đừng quên muội, phải trở về. Cô gái kia rơi lệ, rồi ở trên mặt đất la lên, dùng sức mà phất phất tay bản thân của cô gái cảm thấy chuyện này thật đau khổ tuyết nguyệt thành chinh chiến đế lộ đến từng chỗ từng chỗ tinh vực cổ xưa lực một người địch với quần hùng chinh chiến cũng không biết bao nhiêu năm rèn luyện chính mình có đổ máu có đau thương cũng có thành công hắn đánh khắp cổ lộ khó gặp địch thủ đánh bại rất nhiều đại địch tuyệt thế hào quang của hắn chiếu sáng khắp tinh lộ cuối cùng lại chinh chiến tới một số cổ tinh cường đại nhất trong thời gian đó khắp thế gian đều là địch hắn từng gặp phải đuổi giết đáng sợ nhất các tinh vực cổ cường đại đều bao vây tiêu trừ hắn mà trên thế độ chính là tàn khốc như vậy đây hắn không thể đi gặp cố nhân không có cách nào quay đầu lại chỉ có thể một đường liều mạng huyết chiến đánh giết tạo ra một cản khôn sáng sủa cuối cùng hắn quét ngang tất cả kình địch trở thành đế tiền hạ độc tôn hào quang trói lọi vạn trượng, chấn động cổ kim, chiến tầng trời, mười tầng đất, không một người nào có thể tranh phong cùng hắn. Hắn đã làm được, chân chính thành đế, thiên hạ vô địch, được vạn vựng chư thiên cùng tôn xưng là yêu hoàng, chú định được ghi vào trong sử sách tù luyện, trở thành tồn tại cao không thể với tới. Tuyết Nguyệt Thành men theo con đường hắn từng đi qua, quay trở về viên yêu tinh cổ xưa, nhưng mà chờ đợi hắn không còn là cô gái kia, chỉ có mấy lão yêu gần đất xa trời. Cô gái kia đã hương tiều ngọc vẫn, ở 500 năm trước đã rời thế, mai táng ở nơi bọn họ ly biệt, không bao giờ có thể xuất hiện được nữa. Tuyết Quyệt Thanh bi thương, ngửa mặt lên trời thét dài, vũ trụ nổ tung khi cờ đại đế thổi quét khắp lục hợp bát hoang, gần như làm cho vũ trụ trời đất mình bồng kia sắp bị hủy diệt. Mượn trời 500 năm, đây là tiếng hắn giống to, cầu khẩn, Thế nhưng hết thảy đều không thể thay đổi Mấy vị lão yêu nói cho hắn biết Cô gái tù luyện xảy ra vấn đề Hóa đạo mà chết Ngay cả thân thể cũng không thể thu lại Khi hóa thành màn mưa ánh sáng Trên mặt của nàng mang theo đầy nước mắt Thì Thảo gọi tên của hắn Tuyệt Nguyệt Thành bị thường giống to Hắn là đại đế thật Là thiên hạ vô địch thật Là muôn đời có một không hai thật Thế nhưng cũng không thể thay đổi hết thảy mọi chuyện Không thể cứu nữ nhân kia trở về Cuộc đời này để vụt khỏi tay. Cô gái yếu đuối hóa đạo, theo màn mưa ánh sáng đi xa, chỉ để lại một bó hoa. Đúng là hắn tặng nàng năm đó trước khi rời đi. Mà nay, bó hoa ấy đã sớm khô héo điều linh. Trong phần bồ đại đến nứt nẻ, mọi người giật mình kinh ngạc. Rốt cuộc biết vì sao chỉ là một bó hoa khô héo làm bạn bên cạnh yêu hoàng một thế hệ. Ở trong lòng hắn, đây mới là vật quý báu nhất. Mặc dù là vô địch thiên hạ, cũng có thời điểm không đủ sức hắn bước lên tuyệt đỉnh huy hoàng bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện và đơn giản nhất bình thường nhất đó mới là chân thật diệp phàm xúc cảm trong lòng không kiềm đổi thở dài một tiếng thế mới biết dù trói lọi khắp thế gian cũng khó bù lại nỗi chua sót cả đời cuối cùng cũng phải tiếc nuối yêu hoàng cả đời khiến người ta cảm khái gần trăm vạn năm trôi qua mọi người mới hiểu biết được một mặt của nam nhân vượt qua thần này. Trong lòng từng có ôn nhu, từng có nỗi chua xót cũng có tiếc nuối. Bảng bác lại nói, Diệp tử, sau khi máu màu vàng trong cơ thể người trút bỏ, hóa thành máu đỏ tươi, in chất có thể sống một vạn năm, nếu có thể tái kiến thêm một bước, sống được còn lâu hơn nữa. Tới thời điểm đó, trên đời hết thảy đều điêu linh rồi. Dưới tình huống bình thường, khi Diệp Phạm giả đi, cô nhân ngày xưa cũng không thể còn lại trên thế gian đều đã sớm tọa hóa trong năm tháng vô tình, trở thành bộ xương khô. Người cường đại cũng có giới hạn, không có khả năng sống lâu trên đời. Thánh thể có thể sống một vạn năm, khi hắn tới tuổi già, trên đời khó có thể tìm ra một người cùng thế hệ. Loại cảnh tượng này chỉ mới nghĩ tới đã khiến cho lòng người rúng động, quá mức cô đơn, quá mức hiu quạnh. Mặc dù là địch nhân đều đã chết già, không có một cố nhân nào để làm bạn. Cho nên, đừng lưu lại điều gì để tiếc nuối đừng để giống như yêu hoàng tới sau này chỉ một mình một người độc đứng trên tuyệt đỉnh tuy rằng là vô địch thiên hạ nhưng lại muôn đời tịch mịch và cô độc lạnh lẽo bảng bác nói diệp phàm buồn bá cũng từng có một nữ nhân ở xa xa chờ mong cố gắng đuổi theo bước chân của hắn mặc dù khi đó hắn cũng không biết cuối cùng chỉ có một đoạn thương tâm lưu lại một phần mộ cô đơn hòa rời tàn úa rải đầy trên phần mộ nữ nhân đó tên là Tần Giao. Qua nhiều năm rồi, một ngày nào đó, nếu quay về bắt đầu tinh vực, cũng nên đi đến thế giới này của Thanh Giao Vương tới trước bộ phận hiu quạnh đó thăm một lần. Mấy chục năm qua, có lẽ nơi ấy đã mọc đầy cỏ dại. Người chết thì cũng đã chết rồi, nắm chắc hiện tại thôi. Toàn thân của Diệp Phạm tràn ra từng đợt từng đợt hào quang màu vàng, cả thân thể rực rỡ đến lóa mắt. Huyết khí tràn đầy, chấn cho thiên địa vang động ù ù như tiếng sấm. Ầm một tiếng, đột nhiên vệt máu đỏ tươi kia phát ra hào quang chói mắt. Trừ đại thánh đều rùn rẩy, toàn bộ quỳ xuống không thể chống lại loại khí tức đế này. Trong huyết quang, như là có một thân ảnh áo trắng hiện lên, lạnh lùng nhìn quét qua mỗi người. Đó là chấp niệm bất diệt của yêu hoàng, cũng chính là khí tượng giúp hắn tồn tại ở nơi đây. Trong máu ẩn chứa một lũ chấp niệm không tiêu tan, thủ hộ bó hoa héo tàn. Lúc này, hắn như là sống lại, quấn quanh trên bó hoa khô héo, rồi hóa thành một luồng tiên quang rực rỡ, bay về phía chỗ sâu trong vũ trụ. ầm một tiếng, trời sụp đất nứt, vũ trụ nổ tung, máu đế ẩn chứa chấp niệm bao bọc bó hoa héo tàn kia, chìm sâu vào chỗ sâu trong vũ trụ u tối, từ đó vĩnh viễn biến mất không thay đầu nữa. Địa phương này rơi vào phút bình tĩnh ngắn ngủi. Ngày sau đó, bắt đầu chân chính đại loạn lăng tẩm bị tan rã chư hùng tranh đoạt mấy chục cây dược vương cổ rơi xuống dưới vực sâu một một cây đều là vô giá có thể làm cho đại thánh phải khom lưng vì nó bảng bác kéo tay diệp Phạm cùng đi theo cùng nhau chìm sâu dưới vực sâu tiến hành tranh đoạt loại vật nghịch tiền này có thể sống lại ra thịt xương cốt của người ta gia tăng thọ nguyên tới mấy trăm năm sao có thể bỏ qua được thạch nhân phát uy cùng đối trưởng với ngưu ma phương trường lực ngập trời, đương trường đánh đập vùng thiên địa này, vỡ nát tan tành. Chư thánh đều bay tung ra ngoài, không có gì cách nào tiến vào. Người, một tên thạch đầu nhân mã, mà tranh cái gì? Người, người có thể dùng dược vương được sao? Người mà vương giận dữ, tế ra kìm cường trác sáng loáng, đại chiến với thạch nhân, nổ nát cả thiên địa. Thanh đình tự nhiên có thể hấp thu tình hòa bất tử của dược vương. Tên thủ lĩnh gương mà tộc này rõ ràng là đang chế nhạo hai người thế nhưng như nước với lửa, chiến đấu kịch liệt. Lúc này, các đại thánh khác cũng đang ra tay, mà các lộ đại quân bọn họ đã mang đến cũng đều hành động theo, tạo thành chiến trận, cướp lấy dược vườn cổ dưới đáy vực. Diệp Phạm hít trong một hơi, hóa thành một luồng tia chớp, bí quyết chữ hành đột phá hết thảy ngăn cản. Ngày nay, nếu luận về tốc độ, thiên hạ hiếm có người sánh vai cùng hắn. Dược hương ập vào mũi, lóe ra hào quang sáng lạ. Diệp Phạm vận chuyển bí quyết chữ binh, cướp lấy hai cây cổ dược, sau đó quyết đoán rút lui, phá vây bay ra ngoài. Cơ hội chỉ có một lần, dù ra nơi này có tới mười mấy vị đại thánh, còn có âm thần đang âm thầm như hổ rình mồi, không thể để người khác chặn đường lui. Bằng không, sẽ có phiền toái lớn. Diệp Phạm mới vừa rút lui, liền cảm giác được tại chỗ xuất hiện một luồng gió lạnh. Hộ đạo giả nhân tộc Thích tiên nhoáng lên một cái mà qua, không biết là định tấn công vào hắn hay là trùng hợp lộ tuyến vì cái cổ dược phía trước kia thôi. Coi chừng lão gia hỏa này, chờ sau này tới gần đại thánh, Thù thập lão. Bảng bác nói, hắn dùng yêu đế cửu trạm cũng đoạt được một cây cổ dược. Hai người hợp lại cùng một chỗ, quyết đoán rời khỏi phần mộ. Bọn họ đứng ở trên tinh không, nhìn xuống hết thảy nơi đó. Chư thánh đều ra tay, đại chiến kịch liệt. Phần bộ yêu hoàng nứt ra, rồi hoàn toàn tan rã, hóa thành một mảnh phế tích. Cùng lúc đó, khắp vùng cổ vực tên là Tinh Phế Thành này, mười mấy đại lục trước sau tan vỡ, hóa thành vũ trụ bụi. Những phần mộ đó đều là giả, ngày nay cũng theo huyệt mộ chính tiêu tan. Như có như không, có thể nhìn thấy mười mấy luồng tinh khí hình rồng sông lên tận trời, chìm sâu vào lăng mộ cổ xưa chân chính, như là chín con rồng niết bàn, xác nhập hóa thành một hạt châu nở rộ hào quang vô tận. Đây là một cổ sinh khí cường đại, không gì sánh nổi, giống như đại đế cổ sống lại. Rồi sau đó hóa thành một luồng sáng, bài theo bước chân chấp niệm của yêu hoàng, chìm sâu vào chỗ sâu trong vũ trụ, biến mất ở cùng một phương hướng. Đại đế cổ sao? Diệp Phạm tự nói. Cả tinh vực này rung chuyển. Căng đại thánh dẫn dắt các lộ đại quân hỗn chiến, tranh đoạt dược vương. mấy chục cây dược vương như chuyện thần thoại hoang đường không thể tưởng tượng có thể giúp cho rất nhiều vị đại thánh sắp tọa hóa có thể sống sót đáng tiếc khi hàng rồng đất vỡ rất nhiều cây dược vương bị tổn hại hóa thành tinh khí tiêu tán trong hư không cuối cùng chỉ có mười mấy cây dược vương còn lại bị chư thánh cướp đi nên rời đi rồi diệp phàm nói với bảng bác nơi này không nên ở lâu có mấy vị âm thần đang âm thầm rình rập bất cứ lúc nào cũng có thể chụp tới thanh hoàng đạo nhân thọ nguyên không còn nhiều. Diệp Phạm sớm biết, nhưng cũng không có biện pháp nào. Lục Trương ở thành thứ 50 nhân tộc, hắn từng hiến cho lão dược phẩm. Kết quả đã được báo cho biết, lão nhân sở dĩ có thể sống đến hơn 8.000 tuổi. Chính vì đã từng hấp thu tinh hoa thần tính, bất tử cùng loại. Ngày nay hết thảy, với hắn đều vô dụng. Bỗng một tiếng rú dài vang lên, trời sụp đất nứt. Tiếp theo là sấm rền chớp giật. Long mã vừa đổ kiếp, vừa chạy như điên ra, lần này long mã thu hoạch lớn nhất nuốt nạp tinh khí của cổ tổ long mã lớn mạnh bản thân mình chiếm được đạo quả khó có thể tưởng tượng quan trọng nhất là căn nguyên của nó lớn mạnh hơn nhiều trước mặt nó còn đang tiếp tục độ kiếp đây diệp phàm và băng bác dừng chân lại âm thầm hộ pháp cho long mã đồng thời truyền âm báo cho nó biết hướng tới thẳng chỗ sâu trong vũ trụ rời xa chiến trường hỗn loạn cuối cùng hết thảy đều đã xong hai người một ngựa đạp thiên vực rời khỏi nơi đây tiến vào trung tâm tình vực, phế thành. Không có dừng lại, Diệp phàm triệu tập 12 thánh giả, rồi lập tức ra đi, rời khỏi chốn tỷ phi này, bước tiếp trên tinh không cổ lộ. Đội nhân mã bọn họ đi cùng nhau, không phải hoa lệ và cường đại bình thường. Diệp phàm bàng bác, đã là trí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc. Đám Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạt, Cửu Vĩ Ngạc Long cũng không có tên nào là tầm thường cả. Đến tận đây, bọn họ không đi theo cổ lộ của Trừ Hùng nữa, mà bắt đầu tiến quân trên con đường Hoàng Kim Thái Cổ để tiến hành mài rũa rèn luyện. Đây cũng chính là những đoạn đường Thái Cổ quá mức nguy hiểm mà ngày nay đã bị vứt bỏ. Thời gian vội vàng mà qua, thoáng cái đã qua 6 năm, bọn họ biến mất trên cổ độ nhân tộc, chỉ ngẫu nhiên sẽ bị tiếp dẫn xứ địa phương nào đó phát hiện tung tích. Đây là một viên tinh tú sinh bệnh cổ xưa, là một chỗ bí cảnh trên cổ độ Hoàng Kim, cả viên cổ tinh linh khí rất loãng. Khi đoàn người Diệp Phàm hạ xuống, đều cảm thấy có chút không khỏe. Bọn họ từng đến rất nhiều cổ địa sinh mệnh, nhưng tình tú sinh mệnh chân chính lại rất hiếm thấy. Nơi này điều kiện ác liệt, tuy rằng cây cỏ cũng coi như xùm xuê, nhưng gần như không thích hợp tu đạo. Nơi này là một chỗ cổ địa suy tàn, bị đại đạo áp chế ác liệt, hơn xa bắc đầu. Linh khí loạn đến đáng thương, không thể giúp tu sĩ tìm hiểu đạo pháp trên thực tế cũng đúng như thế diệp phẩm đi lại trên cổ địa sinh mệnh này gặp được rất nhiều dân bản xứ nhưng cũng chưa hề nhìn thấy một tu sĩ nào nhưng thật ra ở một vài vách dốc đá cổ gặp được một số hình khắc trình bày pháp môn tu luyện đều là nét khắc trên vách núi vào mấy vạn năm trước nếu không có mấy thứ này quả thực khiến cho người ta hoài nghi viên cổ tinh này chưa từng có xuất hiện tu sĩ cẩn thận mà tìm kiếm nói không chừng có thể tìm được một ít cổ pháp thất truyền đấy. Long mã lên tinh thần, triệu tập đóng hoàng kim sư tử, thiên hạt, bốn dò tìm khắp cả viên tình tú ấy. Bọn họ phân công nhau hành động, tìm tòi lục soát khắp hành tinh. Bảng bác thì lên thẳng tận trời, chìm sâu vào bầu trời xanh. Sau đó, hắn vượt qua phía trên biển rộng. Đám người Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử, Cầu Vĩnh Ngạc Long thì phân biệt vọt vào danh sơn đại xuyên, tìm khắp chốn âm u, dò ra khắp nơi thắng cảnh thăm dò động phủ cổ, muốn thu được kế thừa. Cổ tình cũng không lớn, Diệp Phạm yên lặng cảm thụ đại đạo nơi này, dường như tinh tú này chưa từng xuất ra đại đế, không có loại đạo ngân này. Đương nhiên, ai cũng không thể kết luận chính xác, đại đế cổ quá mức thần bí, mỗi người đều sâu không lường được. Có ai biết được, cố hương chân chính của bọn họ ở đâu? Diệp Phạm đi ra ngoài đồng ruộng, quan sát cuộc sống của dân bản xứ. Tất cả đều đơn giản và mộc mạc, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, cuộc sống thực bình thản và an tưởng. Hắn ngừng lại ở một chỗ, thưởng thức bầu không khí tường hòa này. Trên ruộng cỏ, một đồng thả trâu thổi sáo, bên bờ sông vài nữ nhân giặt áo, ở đồng ruộng vài lão nông vung cuốc, mà ở đầu thôn một lão hắn đang trẻ củi, lão vẫn không dùng hết sức, đao trẻ củi cũng không bén lắm, nhưng lại bổ thân cây rất thô to thành những mảnh củi đều đặn. Lúc đầu Diệp Phạm cũng chưa chú ý cho lắm, nhưng rất nhanh, hắn cảm ứng được một loại tiết tấu kỳ lạ. Lão hắn vùng đào trẻ quỷ không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối cũng không hề thay đổi, có một loại vận luận đặc biệt. Diệp Phạm dồn chú ý, càng xem càng kinh hãi, đầy rõ ràng là có một loại đạo vận, có thể nói thanh cao trẻ quỷ vẽ ra một quỹ tích. Ở phía sau đạo nhân, có một đống quỷ cao như ngọn núi nhỏ, đều là lão bổ ra. Với tuổi già sức yếu, với tình trạng huyết khí khô kiệt của lão như thế nào có thể làm được đây diệp phàm còn thật sự quan sát cẩn thận lão nhân huyết khí thật sự không mạnh khi vung đao không nhanh không chậm nhưng có một loại tiết tấu đáng sợ chú ý thời gian lâu lại khiến trái tim cộng binh theo đồng loạt nhảy lên hắn bị dọa cho kinh sợ đây là một viên cổ tinh căn bản không thể tu đạo kế thừa thượng cổ và pháp môn sớm đã suy sụp vậy lão nhân này vì sao có thể làm được như thế. Lão nhân, ngài đây là đạo gì? Diệp Phạm tiến lên, con thật sự thỉnh giáo. Đạo cái gì chứ? Người trẻ tuổi người muốn hỏi ta đường đi à? Nơi này trước kia không có đường xá gì. Nhiều người qua lại nên thành một con đường lớn thôi. Người chỉ cần đi tới phía trước là được. Lão nhân không nhanh không chậm nói ra. Tay vung đao trẻ củi. Từng miếng từng miếng củi rơi xuống. Rất đều đặn. Từ đầu đến cuối tiết tấu đều không thay đổi. Trong mắt của Diệp Phạm lộ ra dị sắc, lặng lặng nhìn lão nhân vùng đào trẻ củi, không hề quấy rầy. Nhưng đúng lúc này, xa xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Diệp tự, mau tới đây. Đây là tiếng của bảng bác. Bắt được một thứ lớn, nghịch thiền lắm. Nhanh lên, lại đây đi. Lòng mã hồ to gọi nhỏ, dường như phi thường kích động và phấn chấn. Trong lòng Diệp Phạm chợt nghiêm lại, chân đạp bí quyết chữ hành, rất nhanh đã vọt tới nơi. Ở bên cạnh mảnh ruộng cách đó không xa, đám người bảng bác, lòng mã, hoàng kim sư tử cũng xuất hiện. Chúng ta tóm được một thần linh sắp tỏa hóa đấy. Lòng mã kêu to, sợ người khác không biết. Người nó lùng tung cái gì vậy? Diệp Phạm quát lớn. Thật đấy, đích xác là thần linh xưa nay hiếm thấy. Bàng bác cùng rất phấn chấn, trong mắt lộ ra tia sáng kinh người. Đám hoàng kim sư tử, thiên hạt, hợp lực tiến tới một cỗ quan tài đá, bên trong nằm một lão nhân toàn thần phát sáng, tóc thể trắng xóa, có một cỗ khí tức trí thần trí thánh. Mặc dù đã sắp tỏa hóa, sau đầu của lão nhân cũng có thần hoàn bất hủ, rực rỡ, lóa mắt. Thật sự là một vị thần ư. Diệp Phạm vô cùng kinh ngạc nhìn bọn họ mà hỏi. Chính xác trăm phần trăm. Đám người Long Mã, Hắc Hùng, Thiên Hạt, tất cả đều đáp lại vô cùng khẳng định. Diệp Phạm có chút trố mắt nhìn trân trối. Một lúc lâu sau mới nói thần, các người làm thế nào tìm được? Từ bên trong một tòa động phủ thượng cổ, moi ra đấy, thật không nghĩ tới, tóm được một vị thần còn sống. Lòng mã nói với sắc mặt kích động, bảo hắn vận chuyển bí quyết chữ giả khôi phục căn nguyên khí cho vị thần này, để phòng bị, chết đột ngột, thì như vậy là cách tốt nhất. Thần, một cái danh từ người ta nghe tới đều kính sợ. Từ xưa đã có, truyền thuyết về họ có thể nói là vô tận, cường đại cực hạn khiến người phạm tôn sùng lễ kính khiến tù sĩ kiềng kỵ sợ hãi là đại biểu cho sự cường đại và không gì làm không được truyền thuyết về chư thần vô cùng vô tận các nơi đều có huy hoàng muôn đời nhưng thế gian tranh luận về họ cũng rất nhiều thậm chí ở một ít tinh vực cổ xưa không chấp nhận sự tồn tại của họ cho rằng điều này vượt qua lẽ thường không phù hợp trạng huống chân thật mà đến tột cùng thần có tồn tại hay không người phàm khó có thể chạm đến còn với tu sĩ, đây vẫn luôn là đề tài bàn luận, vì vậy cũng đã có các loại tranh luận đối chọi gay gắt. Từng ở một đoạn thời gian rất dài, ở một số cổ địa, thần là một đề tài cấm kỵ. Kẻ xúc phạm, chắc chắn sẽ chết, người lễ kính sẽ hừng thịnh, lành bệnh một cách cao sâu bí hiểm. Ngày nay, đám lòng mã, hắc hùng, thiên hạt, hoàng kim sư tử khiêng trở về một cụ quan tài đá. Nó là bắt được một tổ thần, sao không khiến cho Diệp Phạm giật mình nghĩ thế nào, hắn cũng cảm thấy không thể là sự thật. Hắn tự xưng là thần, mà chúng ta cùng hợp lực mạnh mẽ mở ra thức hại của hắn, nắm giữ được một lũ thần niệm, chứng minh lời nói của hắn không phải là giả. Lòng bạn nói chuẩn xác, một bộ dáng xác thực có thể tin theo. Bọn họ vì để thu được cơ duyên, đều làm việc cực nhọc trên viên cổ tinh suy sụp này. 12 thánh giả hợp lực nhập thần thức hải vào cùng một chỗ, quét ngang rất nhiều sông núi, sâu lớn, tiến hành thăm dò không ngừng. Dọc theo đường đi, gặp được không ít di tích, cuối cùng phát hiện một tòa động phủ thượng cổ. Bọn họ mạnh mẽ phá mở ra cửa đá chấn động, xông vào, thấy được cỗ quan tài này. Đây là một cỗ quan tài đá, dùng tảng đá dài hiếm thấy tả khắc mà thành. Thoạt nhìn phong cách cổ xưa mà có linh tính, là một loại bảo quan, mài thì táng cốt, xưa này hiếm có. Thần tóc tài trắng xóa, làn ra khô quắt, giám sát bộ xương tinh huyết toàn thân đã trôi hết. Vừa thấy là biết đã gần đất xa trời, sống không được bao lâu nữa. Tóc bạc trắng đều rụng xuống, gầy đến trơ cả xương. Lâm giả cô cằn nhăn nhúm, hai mắt đục ngầu ảm đạm vô thần, môi mấp máy như muốn nói gì đó, lại khó có thể phun nên lời. Điều duy nhất làm cho hắn có vẻ trí thần trí thánh, chính là cơ thể hắn, mặc dù già cả, không thành hình dáng, nhưng lại phát ra thần huy, như một vầng hào quang bao phủ thần hắn vòng hào quang sau đầu giống như một vòng tinh hải. Toàn thân của Diệp Phàm phát sáng, bị quyết chữ giả vận hành. Từng đợt từng đợt huyết khí màu vàng từ cơ thể hắn tràn ra vô cùng cường đại, bao phủ hắn ở bên trong. Thoạt nhìn còn rực rỡ hơn so với vị thần này. Hai người tiếp xúc, thân thể thần này chấn động mãnh liệt. Từng đợt từng đợt tia sáng mờ mà chìm sâu vào trong cơ thể thần, làm cho tinh khí của hắn nhận được tầm bổ Con người ảm đạm kia dần dần có một tia sáng, cả người đã có một chút tinh thần hơn. Không thể không nói, bí quyết chữ giả độc nhất vô nhị là thần thuần chữa thương, thậm chí có thần hiệu kéo dài mệnh nguyên, vì vậy ở lĩnh vực này trở thành cực hạn. Thần mệnh nguyên cô héo nhận được bí quyết chữ giả trị liệu, có dấu hiệu một tia chuyển biến tốt đẹp, hiển nhiên đã có thể chống đỡ thêm một lát, sẽ không buông tay ra đi đột ngột như vậy. Người đúng thật là thần sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Hắn đã dừng tay, người này căn nguyên đã khô kiệt, trừ phi dùng bất tử dược giữ mạng, bằng không, hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Ta là thần. Hắn giàn nàn lên tiếng, tinh khí thần vẫn là khó có thể chân chính tương tụ lại. Một chân hắn đã bước vào trong bóng ma của tử vong. Hỏi thế gian, ai có thể không chết cơ chứ? Gần như khó có thể xảy ra ngoại lệ. Xưa nay, thiên kiêu đều hóa thành bụi bặm. Nếu như có thần linh, thì khi ở thế gian phải bất tử mới đúng. Nhưng không ai có thể chân chính chứng minh chứ thần còn sống, mà đều nhận thức là bọn họ đều chết trong năm tháng, đều không phải chân chính là kẻ trường sinh. Người nếu là thần còn có thể chết sao? Diệp Phạm bình tĩnh hỏi, hắn không tin thần chân chính tồn tại. Từ xưa đến nay, truyền thuyết về thần không có ít, nhưng không một chứng minh nào thực tế. Ta bị một người cắn nuốt căn nguyên, bằng không sẽ không thành ra như vậy hắn thực suy yếu há mồm thở dốc nói ra một câu như vậy diệp phàm bàng bác lòng mã hắc hùng tất cả đều chấn động từng có một người ở chỗ này thí thần cướp đi căn nguyên của thần ư đây thật đúng là tin vô cùng sốc thần cũng không nhất định bao trùm lên hết thảy nghe nói ở thời cổ đại có đại đế trấn áp bọn họ cũng không ít hoàng kim sư tử lên tiếng bởi vì đích xác đây là sự thật diệp phàm gật gật đầu nghĩ tới mấy vị trí tôn vô tận năm tháng trước đây đế tôn quét ngang chín tầng trời mười tầng đất khí nuốt vũ trụ hàng phục thần linh từng thống ngự vạn vực chư thiên thế gian chư thần cùng tôn thờ tiến đến triều bái đó là một niên đại cực độ huy hoàng đế tôn lập ra quy củ giới luật định ra chế độ lập ra pháp tắc chư thần đều phải vâng theo không ai dám làm trái đó là một thời đại thần thoại chân chính về sau bất tử thiên hoàng quật khởi cũng có uy thế vô thượng từng đứng trên thiên hạ chư thần tiến đến yết kiến vạn tộc cùng cúng bái loại uy nghiêm này không gì sánh nổi cổ kim hiếm thấy nhưng dù sao đó đều là truyền thuyết sớm đã mất đi hơn nữa thế gian có rất nhiều tranh luận cho rằng đó cũng không phải ý nghĩa chân chính là thần là ai đúng thật là một người nhân tộc gây nên sao lòng mã vội vàng hỏi nếu là thần bị một người của nhân tộc nuốt sạch căn nguyên. Điều này có thể nói là bí văn chấn thế đệ nhất. Suy nghĩ kỹ lại còn khiến người ta có cảm giác phát lạnh từ đầu đến chân. Người ngay cả người đó đều đánh không lại, cũng không biết xấu hổ nói mình là thần sao. Lòng mã bắt ép nói, cặp mắt trần tròn to như cái chuông động. Nó từng muốn biết đó là một người như thế nào. Hẳn là một loại thần khác. Diệp Phạm lẩm bẩm. Tới hiện tại, ý nghĩa về thần đã thay đổi. Hắn cho rằng người này khẳng định không phải là loại thần cổ xưa trong truyền thuyết. Tồn tại trong quan tài đá, nằm dài như thi thể, tóc trắng xóa, lại bao phủ từng đạo thần hoàn. Mặc dù già cả không thành hình dáng, vẫn có một vầng hào quang thần tính chiếu rọi. Hắn nói ra một cái tên, lập tức làm cho Diệp Phàm bảng bắc, chấn động mãnh liệt. Diêu Quang Người của nhân tộc kia lại là Diêu Quang. Một cái tên cũng không xa lạ chỉ là mấy chục năm không gặp là hắn căn nuốt mệnh nguyên của thần này, lấy căn nguyên thần tính làm của mình. Nhiều năm đã trôi qua, Diêu quang này vẫn như cũ, làm việc theo quy tắc chính xác trước sau như một. Ở trên tinh không cổ lộ, tương đối hạ thấp, chỉ có nam yêu trong lúc vô ý chạm tới hành tung của hắn. Những người khác đều không biết gì. Bảng bác vẫn luôn lưu ý tới diêu quang, nhưng tùy chung không có tin tức, không thể tưởng tượng ở đời này nghe được tung tích quỷ dị của hắn. Là hắn sao? Diệp Phạm nhíu mày. Người này rất khó đối phó. Tương lai tất nhiên là một đại địch. Không thể nghi ngờ, hắn nhận được kế thừa của độc nhân rồi. Bảng bác cũng nhíu mày, nghĩ tới đủ chuyện trong quá khứ. Năm đó, một trận chiến ở Trung Châu tổ miếu, Diệu Quang trực tiếp vận dụng lòng văn hắc kim định, trấn đánh bọn hắn. Nếu không nhờ sớm đã liệu định, thời điểm nguy cơ dùng thôn tiên ma quán ứng đối, tất nhiên đang nguy tới tính mạng. Diệp Phạm chưa từng xem thường Diêu Quang, nhưng cũng không cho hắn rằng là có thể cắn nuốt chư thần. Điều này không thật. Hắn nhìn chằm chằm vào lão nhân trong quan tài đá, tin tưởng hắn không phải chân chính là thần linh. Người không phải là thần. Bảng bác trừng mắt, vung bàn tay to như cái quạt bồ, vỗ hắn một cái, thiếu chút nữa đánh hắn bay ra ngoài quan tài. Thần này không phải là thần kia tồn tại trong quan tài suy yếu nói hắn lo lắng sợ ngón tay to như củ cải của bảng bác kia đâm thủng thân thể của hắn và cái từ trước ra sau bị dọa cho hoảng sợ vội lập băm nói ta một thành viên trong thần tộc con người của hắn đang ảm đạm nhưng khi nói ra chủng tộc của mình lại hiện lên một loại tia sáng rọi kinh người đó là sự kiêu ngạo và tự phụ thần chân chính là bất hủ là tồn tại cấm kỵ trong truyền thuyết nhưng luôn không thể nhìn thấy chư thần làm trong lòng mọi người liền dao động. Sau lại là loại ý nghĩa xưng hô này thay đổi dần, thường được ý tồn tại nghịch thiên tự xưng hô. Mặt thần cũng dần dần có hai ý nghĩa. Thần từ cổ chí kim nhìn thấy đều có một ngày giả đi, đều từng thần tọa hóa trong dòng bụi bặm lịch sử, trở thành một nhúng đất vàng không thể trường sinh. Chư Thánh còn cho rằng thần tích, truyền thuyết cùng với các chuyện xưa không thể giải thích, kỳ thần đều là sinh linh cường đại gây ra, không được tính là hiền hóa của chư thần. Thần có hai loại ý nghĩa, là thần chân chính và là sinh vật cực độ cường đại, khó tin đến từ vực ngoài. Tới ngày nay, thần chân chính gần như đã bị phủ định hoàn toàn. Người này tự xưng là thần tộc, lập tức khiến trong lòng tám người diệp phàm, bảng bác, lòng mã cùng giật mình, đồng thời cũng rất khiếp sợ. Địch sang có một chủng tộc như vậy, tục truyền là huyết mạch của chư thần kéo dài tới nay, bất kể vì ý nghĩa là một loại thần nào để giải thích, đều chứng tỏ sự cường đại tuyệt thế của chủng tộc đó, được cho là một chủng tộc nghịch thiên. Từng truyền, bọn họ không gì làm không được. Trên thực tế, khi bước chân đến tinh không cổ lộ, là có thể nghe được truyền thuyết về họ. Chư Thánh đều nói tới trên cổ lộ có một thần tộc quỷ bí nhất, người ngoài có có thể chạm tới. Mà bộ tộc này, nhân số rất thưa thớt, xưa này cũng không gặp nhiều nhưng ngược lại có một số tộc đoàn cường đại thường tự dưng là thần tộc đó cũng không phải bọn họ người của thần tộc chân chính rất ít xuất hiện